Em Tiến kính chào toàn thể quý vị các bác của anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc nhá. Hôm nay em Tiến có hai sản phẩm lên video cho quý vị các bác của anh em về hai sản phẩm mới về. Thứ nhất là một đôi loa Bose 301 AV monitor chỉ đỏ, một đôi loa đẹp cứng cựa. Đôi loa này không có dùng cái từ gì để mà tả về đôi loa này nữa rồi, nó quá đẹp. Em chỉ có dùng một từ là ngắn gọn thôi, đó là đẹp cứng cựa. Và đúng đôi loa như thế này hàng rất hiếm các bác nhá. Độ đẹp của nó đấy, hàng rất hiếm. Và độ đẹp như thế này thì có bác anh em ạ, đẹp thiếu xốp luôn các bác nhá. Thì đôi loa có cái ngày sinh là ngày mùng 5 tháng 3 năm 97 các bác nhá. Đó, năm 97, một năm rất cao. Và hôm nay em Tiến về thêm dây AV Nhật bãi. Thì em Tiến vẫn cứ cái giá ổn định niêm yết trong những ngày qua và những tháng qua, đó là bán theo combo. Và anh em chúng ta muốn sử dụng dây dài đến bao nhiêu em Tiến cũng đều có các bác nhá. Muốn sử dụng dây dài, dây AV dài đến tầm nào thì các bác hãy nhấc máy điện cho em để hỏi em trực tiếp để em sẽ trả lời. Và combo thông thường thì gồm có là 5 sợi dây, một combo là 5 sợi dây. 5 sợi đó thì có 2 sợi ngắn là tầm 50 đến 60 cm các bác nhá. 2 sợi ngắn là tầm 50 đến 60 cm. Và còn 3 sợi dài thì đa phần dài là 1 m cho tới ngắn nhất của sợi dài là 80 phân, nhưng mà đa phần đều là 1 m các bác nhá. Thì combo 5 sợi dây này là 200.000. Các bác khi mua dây AV thì các bác vui lòng gọi điện cho em Tiến và em Tiến sẽ gửi số tài khoản cho các bác và các bác hãy chuyển khoản đủ tiền cho em Tiến, đó là 200.000. Em sẽ lên đơn gửi cho quý vị các bác của anh em. Và trong số 200.000 này là em không có bao cước. Khi mà các bác nhận hàng thì hàng đến nhà các bác sẽ mất thêm 25.000 tiền phí ship cho nha. Mất thêm 25.000 tiền phí ship. Tổng cộng khi mà các bác mua 5 sợi dây AV Nhật bãi của bên em này về thì tổng số tiền các bác phải trả cả ship đó là 225.000 các bác nha. Nếu dư em Tiến sẽ tự tay trả. Và đối với những sợi dây như thế này thì bác hãy tính mà xem. 5 sợi dây này em bán vị trí nào có 40.000 một sợi thôi. Thì cái giá 40.000 một sợi dây AV Nhật bãi này nó còn rẻ hơn cả những cái dây lằng nhằng ở ngoài quán các bác mua bừa các bác nhá. Ngoài quán các bác mua những sợi dây trắng trắng nó cũng 5-6 chục rồi, 4-5 chục các bác nhá, thậm chí còn hơn nữa. Đấy, và những sợi dây đó cắm thì tín hiệu nó không ổn định là một này. Và cái thứ hai nó rất là lỏng, nó lỏng nên là nó phát ra cái độ lổ và độ lẹt xẹt. Và cái vế cân bằng của loa, tín hiệu loa nó cũng bị lệch đi rất nhiều anh em nhá, lệch đi rất nhiều. Anh em chúng ta chơi audio thì anh em chúng ta hãy chăm chút tới nó. Đấy, mua những cái sợi dây tốt, những cái sợi dây tín hiệu tốt để anh em chúng ta cắm vào thì lúc bấy giờ cái âm thanh của nó ra nó sẽ dày dặn hơn, đều đặn hơn các bác nhá. Đấy, ok. 200.000 năm sợi dây, có 3 trong đó có 3 sợi dài tầm 1 m và 2 sợi ngắn tầm 50 đến 60 phân các bác nhá. Dây AV Nhật cắm mút mút luôn anh em nhá. Rồi, còn anh em muốn sử dụng dây dài hơn thì alo trực tiếp cho em để hỏi dây dài. Và bây giờ kính mời toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta hãy cùng đi đến một đôi loa Bose 301 AV monitor chỉ đỏ, một đôi loa đẹp cứng cựa, đẹp keng luôn anh em nhá. Có cái ngày sinh là ngày mùng 5 tháng 3 năm 97 các bác này. Ngày mùng 5 tháng 3 năm 97. Rồi, một đôi loa, ôi giời ơi nó đẹp các bác nhá. Yêu nó đẹp lắm các bác ạ. Này, 7 màu, củ 7 sắc cầu vồng, yêu đẹp keng luôn này các bác ạ. Kinh điển luôn nhá. Mời anh em chúng ta hãy cùng đi đến cái bên trong nhận này. Em bật đèn nét đây này. Bật đèn này. Này, các bác nhìn này. Đẹp chưa? Kinh điển luôn nhá. Đây là bên trong của thùng loa này. Phần tần gồm có 3 bóng đèn, một chở mỏng để hỗ trợ cho cái bóng đèn và một chở sắt, một tụ Mexico vàng các bác nhá. Thùng bản đồ bông trắng tinh các bác nhá. Rồi, ok, thơm phức luôn anh em nhá. AV Monito chỉ đỏ, một đôi loa đẹp cứng cựa luôn. Rồi. Này các bác này, đẹp mê man luôn, miên man luôn các bác nha. Đẹp miên man luôn. Yêu ơi. Quay đầu nó ánh lên đấy các bạn, lóa máy luôn. Ở bên trong này. Quá đẹp luôn nhá. Rồi. Đây là đôi màng này, đôi loa này gân zin trùng sori. Cái gân này thì em bao cho quý vị các bác các anh em chúng ta chơi từ 8 đến 15 trở lên các bác nha. Gân zin này em bao cho quý vị các bác các anh em chúng ta chơi từ 8 đến 15 trở lên nữa anh em mới phải thay. Là một đôi bát đẹp đều các bác nha. Quá đẹp và quá đều.
anh em này, tuyến nọt tép này, ấy đẹp lắm nha. Rồi bây giờ em tạm dừng video và sẽ lắp ráp lại đôi loa này và để bên kia để test âm thanh báo giá cho anh em. Em Tiến đã lắp ráp xong đôi loa Bose 301 AV monitor chỉ đỏ vào nguyên cái vị trí ban đầu của nó, và tiếp theo nữa là một con Omni Sansui AU Alpha 707 LXA mặt gương đẹp thiếu xốp. Một bộ đôi này em xin phép quý vị các bác anh em chúng ta có thể giới thiệu nó là đẹp thiếu xốp rồi các bác nha. Đây các bác hãy nhìn từ cái căng trở đi, nó lành nặn và cực kỳ đẹp, không có bất cứ một lỗi lầm gì, ngay kể cả cái áo, đúng không nào, cái áo từ năm 97 đến giờ mấy chục năm rồi mà cái áo nó zin thế này mà nó đẹp như thế này các bác nha, quá đẹp luôn. Đó. Quá đẹp các bạn nha. Đây. Thấy chưa? Quá đẹp nha. Nhìn này. Thùng này không tì vết các bạn nha. Thùng không tì vết, tất cả các góc góc cạnh của thùng là không tì vết. Không chảy xước, không cấn mẻ các bạn nha. Đôi loa Bose 301 AV monitor. Đôi loa này được sản xuất tại Pottingham, USA, Mỹ. Có cái số series là 48235 các bác nha. 48235. Rồi, ok. Quá đẹp luôn. Đã quay từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong cho quý vị các bác của anh em chúng ta. Đôi loa trùng series tuyệt vời đẹp luôn. Và bây giờ mời quý vị các bác anh em chúng ta sang tiếp bên này. Rồi, quý vị các bác anh em chúng ta lưu ý em lời em nói nhé. Là đôi loa đẹp không tì vết, cho nên là em Tiến cũng không cần phải quay kỹ đâu các bác nha. Rồi, nó quá là mỹ mãn và quá xuất sắc rồi các bạn. Và tí em tắt nhạc em quay tiếp cho anh em. 48235 anh em nhé. Quá đẹp, mỹ mãn cuộc đời luôn. Không thể chơi vào đâu được. Đấy. Rồi, đối với một đôi loa siêu đẹp đến cỡ như thế này thì em Tiến bán với giá là 12.800.000 các bạn nha. 12.800.000 giá tại cửa hàng em Tiến. Bose 301 AV monitor chỉ đỏ. Đây là một trong những siêu phẩm, một trong những đôi loa Bose nằm, nó có công suất và cái độ chịu đòn lớn nhất trong các đời Bose nằm các bác nha. AV monitor tuyệt vời, khi chúng ta chơi karaoke nó chịu nhiệt tốt lắm anh em nha, tuyệt vời luôn. Và đây là chiếc Omni Sansui AU Alpha 707 LXA mặt gương, một chiếc Omni đẹp thiếu xốp, mặt không tì vết, không bắt được lỗi anh em nha. Nếu nói mặt lắp lưng cũng không xước, đẹp sáng choang luôn, chưa lau bụi bẩn. Nắp gỗ, bóng piano, tuyệt vời đẹp, mỹ mãn cuộc đời luôn. Anh em nhá, quá đẹp. Thật sự là những siêu phẩm này nó quá đẹp rồi. Các bác này. Và giá của chiếc Omni này thì em Tiến bán với giá là 14.300.000 các bác nhá. 14.300.000 giá vẫn niêm yết ổn định. Đây là cầu A và cầu B, dưới cầu A, cầu B. Trên là cầu A, dưới cầu B. Và có chức năng đánh chế độ A cộng B. Chiếc Omni này có giải trở kháng đánh loa rất rộng, đó là từ 4 đến 16 ohm các bác nhá. Cầu A và cầu B có chức năng như nhau, đánh giải trở kháng rộng từ 4 đến 16 ohm. Chiếc Omni Sansui AU Alpha 707 LXA mặt gương có cái số series là 90483 các bác nhá. Em đọc mấy số đuôi thôi. Đọc đầy đủ số của nó thì là 310090483. Đấy các bác nhá. Có cái nguồn điện 100V, công suất 320W các bác nhá. Công suất 330W các bác nhá, công suất 330W. Các cái rắc của nó này vàng khè. Các bác nhìn chữ nghĩa của nó này. Chiếc Omni đẹp hay không các bác nhìn sau biết ngay. Các bác nhá. Rồi, bao zin tuyệt đối cho quý vị các bác của anh em về chiếc Omni này. Cái quý vị các bác anh em chúng ta chơi chiếc Omni này thì nó khỏe. Nó ghép được một đôi loa Bass 30 và một đôi loa Bass 40. Ví dụ nhà anh em có đôi loa Bass 30 hoặc đôi loa Bass 40 rồi thì anh em chúng ta có thể ghép thêm một đôi Bose như thế này vào để anh em làm thêm vào vừa nghe nhạc hát karaoke thì chiếc Omni này kham được các bác nhá. Kham hoàn toàn ổn định luôn. Chiếc Omni 707 LXA mặt gương này em bán với giá là 14.300.000. Đôi loa Bose 301 AV monitor chỉ đỏ đẹp, siêu đẹp như thế này em bán với giá là 12.800.000 các bác nhá. Nguồn phát là chiếc đầu Bühler Modern PR07 các bác nhá. Bây giờ mời anh em cùng lắng nghe. Oh, oh, oh.
thành con hối như ngày xưa. Lâu rồi mà anh chưa về thăm cô em gái nhỏ của ngày nào, năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm. Ngày xưa mà em còn nhớ, gần anh có hỏi em rằng chừng nào em lớn như anh, đường tình em sẽ thương ai. Bây giờ thì em cao bằng thương thời chẳng thương ai ngoài anh, thương anh muốn được làm người tình cho em hết còn buồn một mình như lần em đợi người. Sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm.